bức tượng và đàn kiến. Có một con kiến nhỏ đang chậm chạp bò tới bò lui trên một đường rãnh kế chân tường. Thấy vậy, bức tượng liền hỏi kiến: "Này, mày làm gì bò tới bò lui vậy?" Kiến trả lời: "Tôi đang tìm vết nứt trên thân ông, tôi muốn làm tổ trên ấy." "Cái gì? Mày nói cái gì? Ha ha, anh bạn nhỏ bé khéo mơ tưởng viễn vông, mày xem tao thân thể cường tráng thế này, mày lại muốn đào ngạch làm tổ. Đừng đùa nữa anh bạn bé nhỏ, giữ gìn sức khỏe của mày đi." Vạn vật trên thế giới cũng không có gì hoàn hảo, thân thể ông tuy cường tráng, nhưng chắc gì đã không có yếu điểm. Tường đã không đồng ý như vậy, bảo: "Chú kiến nhỏ bé, đừng ở đó nói khoác lác, mày cứ tới sờ vào thân thể của ta rồi mày sẽ thấy xấu hổ." Con kiến nhỏ lại cười, tiếng cười của nó vang động trời đất. Tức thì một đoàn kiến chi chít bò đến lần lượt leo lên bức tường, cuối cùng thì chúng nó cũng tìm được một đứng nứt trên bức tường. Đoàn kiến nhỏ cần mẫn ở trên bức tường đào lỗ. Bức tường thấy vậy cũng có chút kinh ngạc, nhưng ông ta lại kịp an ủi mình: "Không sao, chỉ là một đường nứt nhỏ, không ảnh hưởng gì đến mình đâu." Nhưng nào ngờ qua thời gian không lâu, bức tường có chút sợ hãi, vì đàn kiến thuận theo đường nứt đó đã đào thẳng xuống phần đất chân tường, và chúng lại đang không ngừng đào. Bức tường lại an ủi mình: "Không sao, cùng lắm cũng chỉ là những lỗ hổng nhỏ, không có gì ảnh hưởng đến mình được." Lại qua một thời gian sau, bức tượng lại càng ngày càng run sợ, vì nếu có cơn gió thổi qua thì thân hình của ông cảm giác đung đưa đứng không vững. Nhưng rồi ông ta lại an ủi mình: "Không sao đâu, chỉ cần mình kiên trì thì cũng đứng vững được." Nhưng không ngờ không bao lâu sau, cuối cùng bức tượng đã đổ sau một cơn gió thổi mạnh. Lúc sắp đổ, trong lòng ông ta vẫn không thể tin được thân hình cường tráng của mình lại bị cuột ngã trước một đàn kiến nhỏ bé như thế. Ý nghĩa câu chuyện: câu chuyện trên đã nói lên thật nhiều điều thú vị trong cuộc sống. Ông bà ta ngày xưa có câu kiến tha lâu đầy tổ, để nói lên sự cần cù làm việc, tâm nhẫn nại trong từng công việc và tính tiết kiệm dành dụm cho mai sau. Hình ảnh con kiến là hình ảnh của sự cần cù chịu khó. Chúng ta sống trên thế gian nếu cứ buông thả không chịu lao động cần cù làm ăn thì không tích lũy cho mai sau. Câu chuyện trên cũng diễn đạt được câu nước chảy đá mòn mà người xưa đã dạy. Một bầy kiến rất nhỏ so với bức tường, nhưng loài kiến cứ gặm nhấm mãi thì bức tường cũng sụp đổ. Làm người chúng ta cũng thấy, chúng ta sống trên thế gian cũng cần ở sự cần cù làm ăn, tích lũy tiết kiệm dành dụm thì cuộc sống có sung túc đầy đủ, bằng ngược lại thì rơi vào nghèo khổ mà xã hội đang đầy người. Nghĩa bóng của câu chuyện cũng muốn mỗi chúng ta thấy chúng ta như một bức tường vững chắc, nếu không biết giữ gìn đạo đức suy đồi thì cũng như bức tường sẽ sụp đổ mà thôi. Đức Phật đã nói: chỉ một niềm sân hận thì phá tan cả rừng công đức.